20 đồng sẽ tăng 5x cho tới 20x trong những cái tháng tới đây. Thì vừa rồi mình đã tiết lộ nó là đồng nào. Mình đã gửi thẳng vô trong cái nhóm đầu tư dài hạn. Rõ ràng vừa rồi bạn nhảy vô với số vốn là 100 triệu. Nếu mà nó nhảy lên 20x thì bạn chỉ cũng có được chỉ có 2 tỷ thôi. Nhưng rõ ràng là những cái tháng hết năm 2024 và tới giữa năm 2025 là mình cố gắng làm sao để dẫn dắt bạn có được tự do tài chính. Thì không chỉ 20 đồng vừa rồi bên mình mới gửi qua, bên mình đang gọi là đang nghiên cứu thêm những cái đồng nó sẽ nhân lên 30x, 50x, 100x trong cái chu kỳ này. Bên mình đang đào sâu vô những con cá voi, cá heo, những cái con khổng lồ trong cái thị trường này. Trước đây nó đã dẫn dắt cái câu chuyện, cũng giống như cái vô câu chuyện của NFT, những cái hình vỡ vẩn nghe lên tới con giá cả triệu đô la, vân 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 vân. Thì riêng những cái đồng đó thì bên mình sẽ cung cấp sau. Nhưng vừa rồi, hồi nãy mình mới rời văn phòng lại, là mình đã đẩy ra 20 đồng nha. Những cái đồng đó nó sẽ có mặt trong cái chu kỳ này, trong cái thị trường này, và nó nhân lên từ 5 cho tới 20x. Nhưng chuẩn bị tới đây thì mình sẽ đẩy ra thêm những cái đồng khác nha, những cái đồng cộng thêm để bạn có thể nhân lên 30x, 50x, 100x. Nhớ đây là những cái đồng rác rưởi, chỉ là rác rưởi thôi nha, chỉ có mua vô bán ra chứ không phải gọi là mua vô. Tới cái điểm bán ra thì bên mình sẽ cho bạn bán ra. Mua vô thì bên mình cho bạn cái điểm mua vô, bán ra thì bên mình cho bạn cái điểm bán ra. Không nắm giữ nha, nó không phải là BTC. Để nói luôn là tất cả những cái đồng trong cộng đồng tiền điện tử ngoại trừ Bitcoin vẫn là rác so sánh với BTC. Trong cái chu kỳ này có nghĩa là những năm tới đây, đúng không? Những năm tới đây nó có, ok, những cái đồng bên mình cung cấp là nó có mặt ở đây. Nhưng cái chu kỳ tiếp theo, 4 năm tiếp theo, 8 năm tiếp theo thì bên mình chưa chắc chắn. Bởi vì vậy, số nhiều là bên mình sẽ xả đâu cỡ giữa năm 2025. Giữa năm 2025 thì tới lúc đó bên mình sẽ chỉnh sửa lại, coi thử mình coi kiểm duyệt lại. Đến lúc sửa hay đến lúc xả hay chưa? Nếu mà xả thì xả bao nhiêu phần trăm? Còn ngay bây giờ là thời điểm thu gom. Cho những anh em nào nằm trong cái nhóm đầu tư dài hạn á, có nghĩa rằng á, bạn mua vô với cái điểm giá bên mình cung cấp và bạn bán ra chừng nào bên mình bán ra thì bên mình sẽ cung cấp cho bạn bán ra, bạn không quan tâm tới vấn đề đó. Vậy thôi, ngay bây giờ là tới 11:48, gọi là cái tiếng của mình sau khi cái phát trực tuyến vừa rồi thì là khá là khàn rồi. Và không chỉ vậy nữa, phát trực tuyến sẽ không bao giờ xảy ra trên cái nền tảng này nữa, không bao giờ, ok. Chỉ xảy ra trên đúng một nền tảng, nó mang tên là Tiền Academy YouTube, nghe, Tiền Academy YouTube. Ở trên đó nó có 4 năm rưỡi kiến thức của BTC nằm trên đó. Bạn muốn kiến thức lên trên nền tảng Tiền Academy YouTube. Bạn muốn xác thực tín hiệu lên trên Tiền Academy YouTube, coi cái video 16 phút. Tín hiệu spot của Tiền Academy lên tới 90-95%, làm sao xác thực? Coi cái video 16 phút. Spot thì nó có hai loại. Bạn có thể nhận video để đi kèm, gọi là bạn biết chuyện gì đang xảy ra với nguyên cái thị trường, nó đang nằm ở sóng bao nhiêu, nó đang nằm ở kháng cự, cái vùng nào mua vô và cái vùng bán ra. Cái thì bạn vẫn phải bỏ thời gian ra để bạn coi. Cho những người nào quá bận rộn, bạn chỉ cần dám mua và giá bán của những cái đồng, ok, thì bên mình mới mở cái dịch vụ đó cũng mới đây thôi, ok. Bên mình đá cho bạn cái đồng này, mua giá này, bán giá này, vậy thôi, ok. Bên mình cung cấp tín hiệu tương lai đầu tư dài hạn. Nhớ lúc nào mình có lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tín hiệu spot, chơi spot, chơi tương lai, nuôi được cái bụng của bạn ngày hôm nay. Đầu tư dài hạn giúp bạn có được tự do tài chính, ok. Thì bạn chỉ muốn mì ăn liền hay là bạn muốn cái cần để câu cá, ok, thì đó là vậy. Vậy thôi, mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư tiền điện tử Bitcoin hay nhất tại Việt Nam, chấm hết. Ở đây mình cung cấp chất xám cho bạn về Bitcoin hơn 4 năm rưỡi. Tất cả những cái video, những cái phát trực tuyến như vậy đang nằm ở trên Tiền Academy YouTube. Ở đây mình cung cấp cho bạn những thông tin rò rỉ trước khi nó xảy ra. Ở đây mình cung cấp cho bạn những cái đầu tư dài hạn,
Okay, đầu tư dài hạn, đầu tư dài hạn. Ở đây mình cung cấp tín hiệu cho bạn để chốt đơn, tín hiệu tương lai, tín hiệu spot đầu tư dài hạn. Vậy thôi, ngày hôm nay thì cũng khá là bận rộn, khá là mệt rồi. Okay, thì mình xin phép kết thúc cái ngày hôm nay với cái video này. Okay, hôm nay mình cũng đã đẩy tín hiệu của BTC cho bạn như là hai lần. Okay, một lần đâu 1 giờ sáng và đâu là một lần là vừa rồi, nghe vừa rồi. Mình đẩy đồng Doge cho bạn, mình đẩy cho bạn những cái tín hiệu tương lai, một cái video đầu tư dài hạn. Okay, cho bạn những 20 đồng. Okay, đẩy cho bạn một cái tín hiệu tin nhắn để cho bạn có thể vô cái đồng đó. Vậy thôi, khá là bận rộn. Okay, vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video đây. Và không chỉ vậy, hôm nay mình cũng có làm một cái phát trực tuyến cho bạn 1 tiếng, cho những người nào chưa có coi cái phát trực tuyến quay lại coi. Nó nằm trên Tiên Academy YouTube. Vậy thôi, xin chào mọi người.